Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã kích rằng những lời chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ đối với chính sách Bắc Kinh ở Biển Đông khi ông ghé thăm Việt Nam đầu tuần này là khó nghe và không cần thiết. Phát biểu tại Hà Nội hôm 16 tháng 12, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết thông qua các định chế quốc tế, và đồng thời ông cũng phản đối các hành động dùng võ lực hay cưỡng ép trong tranh chấp chủ quyền. Bài viết trên Tân Hoa Xã hôm 17 tháng 12 nói, nhiều người ở Trung Quốc lo ngại rằng Washington đã gửi ra một tín hiệu sai lầm, có thể khuyến khích vài nước trong khu vực có chính sách liều lĩnh trong các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Bài bình luận viết rằng, những con diều hâu Mỹ đã khiến một số nước Đông Nam Á tin vào tình huống thua thiệt trong các mối quan hệ với Trung Quốc, khi mô tả Bắc Kinh như một mối đe dọa chung, trong khi lịch sử đã chứng minh giao tiếp với Bắc Kinh luôn có lợi. Vẫn theo bài bình luận, sự tăng trưởng của Trung Quốc trong 3 thập niên qua đã mang lại nguồn lợi khổng lồ cho các nước láng giềng. Tân Hoa Xã nói, Bắc Kinh trong những tháng qua đã nỗ lực loại bỏ các vấn đề tranh chấp chủ quyền do lịch sử để lại với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bài viết dẫn chứng là hồi tháng 10 năm nay, Trung Quốc đã đề nghị hợp tác chung với Việt Nam và Brunei như một bước khởi đầu chiến lược và thực tiễn dẫn tới một sự dàn xếp chung cuộc cho tranh chấp chủ quyền. Sáng kiến hứa hẹn nhiều thu hoạch từ nguồn dầu khí dồi dào dưới biển này có thể giúp gây dựng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cho một giải pháp chung cuộc. Bài bình luận nhấn mạnh, để đảm bảo một môi trường hợp tác hòa bình trong khu vực, Hoa Kỳ cần suy nghĩ tích cực hơn. Bài viết trên Tân Hoa Xã cũng cho rằng, Mỹ đã thiếu thận trọng khi tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại khu vực, điều có thể khiến cho vài nước trong vùng chọn giải pháp đối đầu với Trung Quốc thay vì đối thoại. Tác giả nói, Hoa Kỳ trong tư cách siêu cường quốc trên thế giới nên tìm cách xua tan ngờ vực và gây dựng hợp tác về vấn đề Biển Đông. Trong chuyến đi vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã loan báo khoản hỗ trợ trị giá 32,5 triệu đô la giúp các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh hàng hải, phần nửa số này dành cho Việt Nam.